Vâng, xin kính chào tất cả các bác nha. Hôm nay thì bên Đồ Gỗ Bàn Sáu sẽ có một nội dung video và chia sẻ cho tất cả các bác ở gần xa, đặc biệt là những cái bác ở xa khu vực Thái Nguyên và xa khu vực của trung tâm Đồ Gỗ Bàn Sáu, có thể là nắm bắt được các sản phẩm đồ gỗ để chúng ta mua được cái sản phẩm nó chất lượng nhất. Ở đây thì các bác đang được nhìn thấy là người thợ đang thực hiện việc là dát vàng các cái bộ cuốn thư câu đối để phục vụ cho cái không gian dịp Tết sắp tới, chỉ còn vào khoảng 2 tháng nữa thôi. Đấy thì ở phía đây là cái phòng phun PU, thì hôm nay bên cơ sở trung tâm của chúng tôi sẽ chia sẻ cũng như là giới thiệu cho các bác một cái mẫu bàn thờ hay còn gọi là án gian thờ, được làm trên chất liệu gỗ mít, cho các bác tham khảo về đường nét, tham khảo về các cái giá trị nổi bật hơn so với những cơ sở khác và những cái đặc điểm mà làm đảm bảo cho cái độ chất lượng về từng cái chi tiết nhỏ, để các bác có thể hiểu hơn về trung tâm Đồ Gỗ Bàn Sáu đã có rất nhiều năm sản xuất về các sản phẩm đồ thờ. Đấy, đầu tiên thì các bác sẽ được nhìn thấy ở trên màn hình, đây là cái phòng phun PU và một bộ án gian thờ đang được để đây để chiều nay phun luôn. Thì cũng chia sẻ cho các bác luôn là bộ này thì đây vừa phun lót trong xong đấy, và cũng đã để khô rồi. Chúng ta sẽ nhìn bề mặt trước đi. Đây, bề mặt phía bên trên này thì bên cơ sở trung tâm chúng tôi làm thì là sẽ được ghép bởi là bốn cái tấm gỗ mít để tạo thêm cái phần bề mặt. Hàng gỗ mít này nếu mà tìm được cái hàng mà liền hết cái phần mặt là rất khó các bác nhé. Chỉ có hàng ghép thôi, hàng mặt liền thì đây ví dụ như là ở đây thì dài khoảng là 1m07 đi, thì một cái thân cây phải rất là lớn thì mới có thể đáp ứng được cái nhu cầu mà sử dụng một cái mặt liền đấy. Tuy là mặt ghép thôi nhưng mà tất cả các bác cũng như các khách hàng có thể nhìn thấy là những cái phần ghép đây làm rất là chi tiết tỉ mỉ luôn, và nhìn nó mít đều phẳng ly luôn các bác nhé. Đây các bác nhìn thấy phần bề mặt rất là phẳng luôn, và gỗ mít thì không thể thiếu được cái phần mắt này rồi, cái điều này là không thể tránh khỏi các bác nhé. Đấy, màu vàng rất là đẹp. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ theo dõi về phần cổ xem là mẫu này được thiết kế như thế nào. Thì phần cổ ở đây thì các bác thấy là được làm là hình cuốn thư các bác nhé, hình cuốn thư đấy, và hình hoa mai đấy ạ. Hoa mai cuốn thư thì đầu năm mới thì hoa mai cuốn thư là một trong những cái mẫu khá là chuộng đấy. Đây là chữ thọ đấy ạ, kể cả đường nét của chữ thọ cũng được làm chạm khắc đây rất là kỹ các bác nhé, và nổi luôn cho các bác hoa văn, thì hoa văn đây là hình về cây trúc đấy ạ. Đấy, mẫu này thì check chi tiết cho các bác này về cây cúc đấy ạ, cây cúc và đây chữ thỏ này rất là đẹp các bác nhá. Hoa văn ở cái góc này là chính là gọi là cái hoa văn triện đấy ạ. Đấy, ở mặt bên này là hình về hình một chú rơi đấy. Cái này thì là chỉ là để lên để phun PU thôi các bác nhá. Nhiều bác là theo dõi video tại sao lại để hở như này, thì các bác biết là khi mà đi lắp cho khách hàng ấy thì sẽ được bắt vít, đặt một cái là nó khớp luôn các bác nhá, và bắt vít cho nó chắc chắn đấy. Đây là chia sẻ về cái phần mặt trước. Còn tiếp theo là cái phần yếm của mẫu này thì sẽ được làm như sau. Các bác có thể thấy là đây chính là chữ Phúc Lộc Thọ. Chữ Phúc Lộc Thọ này khác so với những cái mẫu khác các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy là cái chữ Phúc Lộc Thọ này làm rất là đều, cân đối, và chữ thư pháp cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, đường nét nổi bật luôn. Đấy. Khi mà các bác theo dõi các nội dung video của Đồ Gỗ Bàn Sáu giới thiệu về các cái hạng mục về cái đồ thờ ấy, khi mà chưa giấy giam ấy, những cái phần này nó sẽ rất là gồ ghề, rất là xấu luôn ạ. Đấy, sau khi giấy ráp xong nhìn chữ này, đường nét nó rất là mịn và đều luôn. Ở dưới này thì được đục đó là cây tùng. Đây, tùng. Đấy, phía bên này thì là hình tượng là con rơi ngậm cái đồng tiền xu. Ok các bác nhá. Đấy. Còn về cái phần yếm trước thì đây, cái mẫu này thì vẫn là hình tượng con rơi ngậm một chữ thọ. Tuy nhiên là đường nét của cái mẫu này rất là đẹp các bạn. Đây. Okay. Bề mặt thì cũng là dày dặn. Tôi sẽ chia sẻ cho các bác về kích thước của cái mẫu này để các bác có thể tham khảo. Kích thước của bộ này sẽ có chiều cao là 127, chiều dài là 197, và chiều sâu hay chính là cái phần chiều rộng ở phía đây sẽ là 107. Đấy. À, chiều sâu này sẽ là 97 nhé các bác nhé, 97 đó, 97. Và phần chân thì đây là chân 12. Mẫu này án gian trên 12. Trên 12 thì đủ cho các bác sử dụng cho không gian thờ nhà mình, là quá là cân đối và đẹp rồi. Đấy, còn cái phần vai Đồ Gỗ Bàn Sáu thiết kế đấy ạ. Đây là chi tiết ghép nối bộ. Đấy, rất là khít và đều đó nhá. Ok dạ.
phần đây là phần phần đầu hồi đấy. Chúng ta sẽ đi vào phía bên trong đi để theo dõi phần gỗ bên dưới xem là đồ gỗ con cháu làm cái mẫu này có được ok không các bác nhá. Đây phần dưới thì quá tuyệt vời các bạn, các bác có thể nhìn thấy là rất nhiều các cái thành gỗ mít đây đấy. Để thứ nhất là để cố định về cái phần mặt của bạn, thứ hai là để chịu lực tốt hơn, và hoàn toàn làm về gỗ mít hết các bác nhá. 100% gỗ mít màu vàng rất đẹp này. Tuy là cái không gian bên dưới này nó hơi tối nhưng vẫn check cho các bác để các bác nắm rõ hơn. Nhiều bác ở xa là sẽ không có thể để check được, nên em cũng check online cho các bác luôn đấy. Và gỗ mít này thì em check qua một lượt thì không có dính một tí rác nào luôn. Đây toàn là gỗ thịt hết nhá, gỗ thịt gỗ lõi hết luôn, không có rác. Nếu bác nào chơi gỗ thì biết rồi, cái phần giáp gỗ là thường thường rất là bị dễ bị mối mọt và bị mục đúng không ạ? Vì vậy là sẽ loại bỏ cái phần giáp, chỉ lấy phần gỗ thịt thôi. Mặt dày. Ok chưa? Thì cái mẫu này thì buổi chiều nay sơn PU thì ngày mai là sẽ khô sạch đẹp luôn. Ngày kia thì các bác nào muốn mua là cũng có thể là mang về sử dụng luôn các bác nhá. Đấy, hoàn toàn gỗ mít 100% đặc lõi, không giáp. Đục đường nét thì chạm trổ thì rất là sắc nét và thiết kế cân đối về cái phần kích thước cũng như là về đường nét đấy. Hôm nay thì tôi cũng giới thiệu cho các bác một cái mẫu an gian đấy. Bác nào mà theo dõi video ngày hôm nay thấy những cái đường nét đục nó hợp với cái sở thích của mình, kích thước hợp với lại không gian, thì các bác có thể đặt mua ngay mẫu này, là một trong những mẫu vừa hoàn thiện xong các bác nhé. Ok, bác nào còn thắc mắc gì nữa hãy liên hệ đồ gỗ 36 số điện thoại 0968 152070, 0972 282070, số điện thoại rất là quen thuộc. Xin kính chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các nội dung tiếp theo.